Công tác quản lý chung cư còn nhiều bất cập. Thành phố đang tiến hành các giải pháp để tháo gỡ là các nội dung đáng chú ý trong phát biểu của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra ngày 6 tháng 7. Đối với nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay thì có 967 nhà chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng. Trong đó tính đến năm 2017 thì là 688 nhà chung cư và 6 tháng đầu năm 2018 thì có thêm 9 nhà chung cư. Trong đó trước khi có luật nhà ở là có 137 tòa nhà chung cư, từ khi có luật nhà ở là 560 nhà chung cư. Việc phân loại này là cơ sở để lựa chọn áp dụng quy định về pháp luật trong đánh giá, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những giải pháp giải quyết vướng mắc tồn tại cho phù hợp với loại hình. Có 6 tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà chung cư hiện nay được ông Hùng nêu lên. Trong đó đáng chú ý là việc tổ chức hội nghị nhà chung cư hiện còn chậm và kết quả còn hạn chế. Bàn giao hồ sơ nhà chung cư còn chậm, chưa đầy đủ, gây khó khăn trong công tác quản lý. Một số chủ đầu tư chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%, dẫn đến ban quản trị nhà chung cư không đủ điều kiện hoạt động. Nhiều trường hợp tranh chấp giữa chủ đầu tư và ban quản trị, còn tồn tại những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy. Theo ông Hùng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một số giải pháp để chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Ủy ban thành phố đã có chỉ đạo tại văn bản số 2744 yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư khẩn trương nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về nhà ở, Nghị định 99 của Chính phủ và Thông tư 02 của Bộ Xây dựng. Thứ nhất là tạo các điều kiện cho cư dân tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị phải hoàn thành trước quý 3 năm 2018. Thứ hai, thực hiện nghiêm việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung, chấn chỉnh công tác đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách